Hello cả nhà, bây giờ mình sẽ unbox lại cái hộp này nha. Đây đó là tượng là Lộc Mã Thịnh Vượng nha các bạn. Đây là ngựa ha. Thì các bạn có thể thấy là một cái sự gọi là khởi đầu mới và kiểu là thuận lợi cho các bạn ha. Nếu mà các bạn muốn là thay đổi công việc nào, hoặc là mình start up, hoặc là mình có một cái nơi kinh doanh, hoặc là tiệm, mình mà muốn cho mọi chuyện giống như là suôn sẻ, thuận lợi, cũng giống như là nó sẽ càng lúc càng đi lên thôi, tiến lên, nhảy xa hơn. Giống như là thứ một này thì mình có thể là tỉnh cái này về để mình trưng bày nè, hoặc là mình biếu tặng cho những người là khai trương đó thì sẽ rất là tốt luôn. Đó, thì mọi người có thể thấy không? Bên mình là bằng là crystal lưu ly nha, crystal là pha lê cao cấp. Vì thế mình có thể thấy là cái màu sắc cũng giống như là cái độ trong suốt nè, nó sẽ không có bị vón đục bên trong nè như những cái loại pha lê khác. Thì đây là một cái pha lê cao cấp, khi mình trưng bày như thế này á thì mình nhìn sẽ rất là sang trọng nha các bạn. Thì đây á, bên mình sẽ có logo Hibi nha, để tránh là các cái loại là hàng giả nha các bạn. Đó, đây là một cái biểu tượng nè, gọi là mã đáo thành công đó các bạn. Nhìn thấy linh vật ngựa là biết là sự thành công rồi. Đó, thì các bạn thấy không? Nếu mà các bạn mà sở hữu một cái vật phẩm phong thủy này trong nhà thì mình nghĩ là mọi chuyện cũng giống như là những cái suy nghĩ hoặc là những công việc của mình càng lúc càng thăng tiến nha các bạn. Đó, các bạn có thấy thích không nào?